Rồi, đặng Bonsai Phương chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 23 tháng 6 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có túc đột đỏ. Cò kia đang cho hoa rất sai. Cánh bướm hải châu đang trái. Kim xe tùng. Bạch sơn liễu và sơn liễu đột đỏ. Rồi, mà số 1 là một cây sơn liễu đột đỏ nha mấy anh em. Cây này cốt khá to nha. Cây cốt to nè, bờ đớ nè. Cây sống khỏe quá, đào đi một lượt dây định hình hết rồi nha mấy anh em. Cây dè có cái lụa thép ở đây nha, rất đẹp nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành 31, vành gốc 31, chiều cao là 27 nha, ngang tàng là 32. Rồi giao lưu cho anh em là 150 bao ship nhé, 150k bao ship cây sơn liễu đột đỏ mã số 1. Rồi qua mã số 2 là một cây bạch sơn liễu nhé, cây cốt khá to nha mấy anh em, bờ đớ nè, cốt rất to nha, cây đã sống khỏe quá, em cắt giặt lại nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành là vành gốc là 50 nha, vành eo ở đây nha mấy anh em là 50, chiều cao tính từ mặt bầu lên tới trên đỉnh đây là cũng là 50 nha, khá to nha mấy anh em. Bộ đớ nè, rồi giao lưu cho anh em là 300 bao ship nha, khá to nha mấy anh em, 300 bao ship. Rồi qua mã số 3 là một cây kim sa tùng nha, cây đã thanh phẩm nha mấy anh em, đây cành mịn nó nha, cây cũng đang cho hoa này, kim sa tùng nha mấy anh em. Cái bờ đớ cốt lung lật nha, cốt khá to nha, cây cốt rất to nha mấy anh em. Rồi em đào cái vành eo thân ở đây nha là 21, chiều cao tính từ mạch chậu lên tới trên đỉnh đấy là 22, ngang tàng là 32. Cây mini bò bang nha mấy anh em, cây mini bò bang, cây này ném trong cái chậu kính 20 nha. Kim xe tùng nha mấy anh em, tay cành mịn hết nha, cây thành phẩm rất đẹp nha, vành 21, chiều cao 22, ngang tàng 32. Rồi cây kim sa tùng mã số 3 giao lưu cho anh em là 900 bao ship nhé, 900k bao ship, cây thân co lách nhé, cây mọc cốt lên cụm tàng thiên nhiên nha mấy anh em, 900 bao ship. Cây này anh em nào lấy em ship cả chậu luôn nha, cây thành phẩm rất đẹp nha mấy anh em. Rồi qua mã số 4 là một cây hải châu, dòng hải châu sông cầu lá nhỏ rất đẹp nha mấy anh em, sông cầu dòng lá cực kỳ đẹp, lá nhỏ cây đang bắt đầu cho hoa nha mấy anh em, cây đang bắt đầu bước vào mùa cho hoa vẻ nha, dòng này vẻ rất là sai nha mấy anh em, cây thành phẩm, tay cành nói chung cây này tay cành tròn hết nhé, mịn hết. Cây đang bắt đầu cho hoa nè, cây này mọc cốt, cây mọc cốt bờ đớ là trải điêu hết nha anh em, cây bờ đớ nè trải điêu hết, cây rất dè nha, cây cành này, em quay cái giang sườn này cho anh em xem nha, giang sườn rất dè nha, cây thân chậu lâu nem nha, cây rất dè. Cây cành là tròn hết luôn nha. Bờ đớ là nó trải điêu luôn, cây rất dựng dàng nha. Em đo cái vành thân trên đây nha, vành thân rất to nha mấy anh em. Vành thân trên chỗ tay em kèm đây là 13 cm nha, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 55 nha, ngang tàng là 60, chiều cao tính từ mặt chậu lên trên đỉnh là 55, ngang tàng 60 nha,
cây thành phẩm sạch kém hết nhưng mà anh em, cây này sạch kém hết, cây đang phun hoa nha, bắt đầu phun hoa nhưng mà anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 1,5 triệu bao ship nhé, 1,500,000 bao ship. Cây này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn nha, 1,5 triệu bao ship. Rồi qua mã số 5 cũng là một cây hạt châu sông cầu nha. Cây này đang cây mini nha mấy anh em, cây mini bỏ bán chơi nha, bờ đớ nè, rỡ nậu rất đẹp nha. Em đặt cái thân này nha, thân là 7 cm, to hơn con tay cá nhưng mà anh em, thân là 7 cm, chiều cao tính từ mặt chậu đi lên tao trên đỉnh là 35, ngang tàng là 42 nha. Cây đang chào vẻ nè, quả chùm mà quả rất to nha, dòng này quả của nó sáng bóng như như quả nhựa vậy nhưng mà anh em, dòng lá cực kỳ đẹp, quả chùm rất đẹp nha, tròn vo luôn. Rồi cây hải châu mã số nem giao lưu cho anh em là 550 bao ship nha, 550 bao ship. Cây trái này 550 bao ship. Cây này anh em nào lấy là em ship cả chậu luôn nha, 550 bao ship cả chậu luôn. Rồi qua mã số 6, cây hải châu mã số 6, cây đang phun hoa nè, dòng sông cầu là quả và lá là anh em yên tâm nha, lá rất đẹp mà vẻ rất sai nha, quả chùm và rất sai. Bay bờ đớ cho anh em xem nha, cây bờ đớ nữa, tàng thả tàng thì cây này là tàng thiên nhiên nha mấy anh em, bờ đớ của nó nữa rỡ nóng luôn, rất là quái nha. Rồi em đo cái vành vành gốc là 37 nha, vành gốc 37, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 55, ngang tàng là 70 nha mấy anh em. Đây, ngang tàng này là 70 nha. Cây đang phun hoa nha mấy anh em. Rồi, em quay tổng thể cây cho anh em xem. Rồi, 1,5 triệu em bao ship nha, 1,500,000 bao ship cây hải châu mẹ số 6. Cây này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha, dòng lá là anh em yên tâm nha, dòng lá này đang phun hoa này nha mấy anh em. Rồi qua mã số 7 là một cây cánh bướm, dòng cánh bướm thì hoa nở rất đẹp nha mấy anh em, cây mọc cốt lên hai thân này, cây rất già, thằng collect nhé, cây rất già nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành là 32, chiều cao 40, ngang tàng cũng là 40 nha. Rồi cây cánh bướm mã số 7 giao lưu cho anh em là 220 bao ship nha, cây già nó có cái lụa rừng ở đây xíu nha, cây rất già nên là có lụa rừng ở đây nha, rất chắc nha, đừng thui nha, rất chắc nha mấy anh em, 220 em bao ship. Bên em là chậu xi măng không qua ship nhé, anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em. Rồi qua mã số 8 là một cây cò kia nha, cây này đang chờ hồ rất sai nhưng mà anh em, cò kia thì trái chùm rất đẹp và dòng này thì nó rất nhanh là chờ hồ trái nha, cây này khá to nhưng mà anh em, cây mọc cốt nêm thần nha, mọc cốt nêm thần, cây rất to nha và cây đang cho hoa này, dàn hoa của nó rất khủng khiếp nhé, rất sai nhưng mà anh em, thân của nó bên căn rửa nha, nêm thân, mọc cốt nêm thân nha. Quay cái dàn hoa cho anh em xem nha,
Cây đen trà hồ rất sai nha. Trái của nó đi nhưng mà anh em, trái nó rất to nha, trái nó cũng gần bị ngọn tây út nhưng mà anh em. Mọc cốt nêm thần, cốt rất to nha. Rồi em đo cái vành là 35 nha, vành gốc đi nha là 35, chiều cao tính từ mặt chậu lên trên đỉnh là 50. Cây này ngang tàng khá rộng nha, ngang tàng 85 nha má anh em, tàng ngang nó khá rộng nha, 85. Bông cho gì kín cây luôn nha má anh em. Rồi giao lưu cho anh em là 750 bao ship, 750k bao ship cây cà kê mã số 8 nha, 750 bao ship. Rồi qua mã số 9 là một cây túc đột đỏ nha. Dòng túc đột đỏ thì cho quẹ rất là sai nha má anh em. Cái thân co lét nè, bờ đớ nè. Rồi em đo cái quanh là 36, chiều cao là 50 55. Quanh 36, chiều cao 55. Cái thân co lét nha. Rồi giao lưu cho anh em là 300 bao ship, 300k bao ship. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.